Gì? Nhìn thấy ông Trần Văn Hiển Minh Hiển Trần Văn Hiển Minh hay Hiển Minh gì đó Hiển hay Hiển? Hiển Hiển hả? Cái ao này là linh mục đó. Hiển hả? Sao biết Hiển vậy? Là bình chúa này. Em biết khách của ông này. Trời, tôi gợi ý nó vậy mà còn biết nữa. Cái định nghĩa này được tiếp cận với góc độ phi Marxist. Nhưng đấy có cái gì vậy, phản ánh thực tại vô con người gì đâu, thấy không? Bao nhiêu cái định nghĩa trước mà vô câu kìa. Có phải học cái toàn vậy không? Hình thức phản ánh thực tại vào trong cái ý niệm con người, và quá trình ý thức quá vậy, từ trừu tượng lên các kiểu đó. Một mô tiếp y ran từ đầu tới chúng ta học tới giờ. Cái trong này nó khó. Nó khác hoàn toàn luôn. Cách tiếp cận nó khác, ý tưởng tổng quát trừu tượng. Vì rõ ràng cái khái niệm thì nó có tính tổng quát trừu tượng, nhưng mà nó chỉ là cái ý tưởng thôi. Dùng rất là chính xác, nó chỉ là cái ý tưởng thôi. Nó chưa thành hình được, nó chỉ là ý tưởng thôi. Ý tưởng này được giải thích rõ ràng là biểu thị tinh thần về bản tính trừu tượng của sự vật. Biểu thị tinh thần. Biểu đó thì bắt đầu mới này, dù hồi trước chưa học đọc hay ghen rồi thì tôi nói cái này dù có hiểu nè. Biểu thị tinh thần chứ không phải biểu thị thực tại. Khái niệm không thể biểu thị thực tại được. Trời, chúng ta đây sẽ bị đặc biệt khó một tí. Vậy thì biểu thị tinh thần nó khác biểu thị thực tại chỗ nào? Tinh thần là của mình thầy. Tôi nói đây. Khẩu trang. Khẩu trang. Thấy không? Khẩu trang đúng không? Cái gì là cái thực tại và cái gì là cái ý niệm ở đây? Cái này là cái thực tại. Yeah. Cái này nè, cái trỏ của nó đó, cái đó đó, đây là cái thực tại. Còn cái mà nãy giờ Trúc cứ gọi lên đó, cũng gọi tên lên, cứ che cái này lại. Trúc nói hồi nãy cái gì? Đó. Cái từ này mới vừa phát âm ra, tần số dao động mọi thứ y hệt như nãy, nhưng không trỏ đến cái thực tại nào hết. Cái đó là biểu thị tinh thần hoàn toàn. Nó qua cái quá trình. Nó đâu có cái thực tại nào đây đâu. Như bà nói cái khẩu trang, như biết cái khẩu trang không? Biết dựa trên mỗi nền tảng tinh thần khác nhau. Du này xài khẩu trang y tế, trong đầu nó đi, khẩu trang y tế. Nó phải coi dựa trên mức độ của sự biết không hả? Đúng, và cái biết đó do tưởng hết. Cho nên ở đây là trừ tượng mà do là ý tưởng tổng quát. Rồi nó hầu xưa, cái học giả người ta phải chất lắm. Rồi dùng rất ít nhưng mà ý rất nhiều. Còn gì dùng nhiều mà ý không nhiều. Dùng nhiều mà không sai nữa. Vậy đó là biểu thị tinh thần về bản tính trừu tượng của sự vật. Đây là sự vật nè. Mà cái chữ khẩu trang hồi nãy là tính trừu tượng rồi đó. Tại vì nó, đây là một cái nó gọi là cái trừu tượng bằng ngôn ngữ. Nó sẽ có hai cái cấp độ trừu tượng trong khoa học mình nó được nhắc đến. Cái trừu tượng thứ nhất là trừu tượng đó, theo cái kiểu là ngôn ngữ hóa. Ngôn ngữ hóa thực tại. Xong nó lên cái mức độ cao hơn ngôn ngữ hóa thực tại. Đối với vậy là gì? Ký hiệu, chính xác. Ký hiệu hóa lại ngôn ngữ. Thầy Du biết cái môn nào mà ký hiệu hóa lại ngôn ngữ không? Có. Ký hiệu hóa lại ngôn ngữ. Đúng rồi. Hai vì người ta là lấy biết được số gà trong chuồng là 5 con. Thì người ta bây giờ người ta gọi số gà trong chuồng là ít con. Người tính trên số ít chứ không tính trên số con nữa. Người ta là ký hiệu hóa. Thay vì mình nói đó là con gà thì mình gọi là ít. Thì nó là ký hiệu hóa ngôn ngữ và nó lên một trình độ tư duy cao cấp thì mới tư duy được cái đó. Còn nếu như trình độ bình thường bằng ngôn ngữ thôi, xin thưa có nhiều giống loài người ta vẫn có ngôn ngữ. Mà đó là một loại bàn xanh thôi, nó vẫn có ngôn ngữ của nó. Ví dụ các bạn có ai biết không? Trước khi tôi nói đây cho các bạn có đất dụng võ. Vẹt có ngôn ngữ hả? Có không? Bắt trước thì không phải là ngôn ngữ. Chó hả? Có thì nó ít quá. Có, chó nó có nhưng nó ít. Cá heo. Dạ. Cá heo. Ui, đi dữ quá ha. Đi sao? Đi dữ. Cá heo nó có ngôn ngữ của nó.
nó có sự giao tiếp bằng ngôn ngữ của tụi nó. Người ta nghiên cứu thấy cái hình thức đó của cá heo, thì cái đó nó chỉ dừng lại mức độ là ngôn ngữ hóa thôi, nó chưa có lên được tới mức độ là ký hiệu hóa ngôn ngữ, nó chưa làm cái đó. Thì bắt đầu con người thì có khả năng nó luôn lên mức độ cao hơn, và nó xa lắm. Mà cái đó là mới một cái chặng đường nhỏ trong cái quá trình. Có tiếng kêu nó, nhiều tiếng chó, tiếng quạ đó, nó có cái đó để mà nó báo cho đồng loại nó biết được. Thậm chí nó có thể truyền thụ được những cái kinh nghiệm của nó cho đồng loại nó. Đó, nó thông qua cái ngôn ngữ của nó mà mình không biết. Thì cái quá trình đó là cái quá trình nó gọi là nhận thức luận ấy. Đó là luận về quá trình nhận thức của con người từ thấp cho đến cao. Thì cái đó nó nằm ở cái phần sau á, thì mình sẽ được hướng dẫn những cái phần đó, mình đấu chiếu với ngôn ngữ học luôn, đối chiếu với Phật học, mình đọ hai cái lại mình ra. Thì cái này, cái phần đầu này là tôi đưa cho các bạn là các cái từ điển thôi, để các bạn biết được. Mình đang khoe từ điển thôi chứ không gì. Chủ yếu hả? Hiến đúng không? Cái sách còn tiếng xài chứ không phải còn xài đâu. Đó, đâu rồi, tới bản tính trừu tượng của sự vật, nhờ đó trí khôn có thể tự bảo mình cho biết vật đó là gì. Trí khôn tự bảo mình cho biết rồi đó, cái trí khôn đó chính là cái ý thức đó. Tại vì ổng là người Công giáo và ổng thuộc dùng cái thuật ngữ là của tâm lý học nhận thức, chứ ổng không có dùng ngôn ngữ Phật học. Cho nên là mình dùng ngôn ngữ Phật học thì đó, cái trí khôn đó là cái ý thức. Cái ý thức có thể biết được vật đó là gì. Thì giống như hồi nãy Du nói cái khẩu trang đi, tôi đem dẹp cái khẩu trang rồi, mọi người vẫn biết cái khẩu trang nó là cái gì. Cái tinh thần nó không thể nào nó nhầm lẫn với cuốn sách được, hiểu à? Nhưng mà cái đó nó vẫn chỉ là cái biểu thị tinh thần thôi, không thể trỏ đến đúng bản thể của cái sự vật đó được. Thì cái chỗ này tôi mới mở ra, tôi nói quý vị đó là quý vị học pháp cũng như thế thôi. Tôi nói với quý vị khổ, tôi chia sẻ với quý vị nào là cái khổ nọ cái khổ kia, toàn là biểu thị tinh thần hết. Tại vì cái khổ đó tôi biết, bạn không biết, hiểu không? Tôi nói với bạn đó, tôi vậy đó, tôi thấy khổ quá trời khổ. Các bạn nghĩ ra mà trời, nó mà khổ gì? Mỗi người nó khác nhau vậy đó. Cái gì do bạn phải chính bản thân mình thể nghiệm được nó, bạn mới biết được cái thực tại nó là cái gì. Mà cái đó đó, đó bên Phật học nó có hẳn một phương pháp đó luôn, đó là pháp Phật hành, Paripatti Sasana, có luôn hẳn một cái phương pháp đó, mà phải bằng cái phương pháp đó bạn mới thể nghiệm được. Còn không là bạn thể nghiệm được. Giống như tôi nói cái khẩu trang, tôi dơ như thế này, người ta nói đó là khẩu trang, và cái sự thể nghiệm của nó là sự nghiệm không trọn vẹn. Dù đâu thấy mặt sao, thể nghiệm không trọn vẹn. Sạc quỷ không như vậy. Đó thì như vậy cái rất là cần là cái sự thể nghiệm, tức là những cái lý thuyết mà bạn học được rồi đó. Nhiều hơn nghiệm làm gì, không có bạn không có hiểu, bạn không có hiểu thì thực sự bạn không hiểu được. Ngay cả tôi nói khi các bạn thành thần, tôi nói sẽ khổ nhiều lắm, rồi từ đó các bạn sẽ vượt qua nó. Mà bạn có nhìn thấy không, đó là chuyện bạn không nhìn thấy là nó không học được gì hết trơn á, nó phí ôi thôi thôi luôn á, phải tranh thủ phải học, phải học hỏi được cái điều gì đó. Cái đó là một cái duyên mà cực kỳ lớn cho mình để mình học, mà cái đó chỉ có mình thể nghiệm mình biết được, mà không thể nghiệm không biết được đó. Giờ đề đó ba cái sự thật tầm tướng đó, đau khổ nè, vô thường nè, là phải tự bản thân của mình thể nghiệm như vậy. Ví dụ như tôi nói về cái kinh Vô Cả Tướng, tôi kêu cái gì đọc hoài đó, mà không ai đọc thì bóp lên đó, tôi cũng chả biết ai đọc không nữa đó. Rồi bao nhiêu cái tài liệu liên quan tới cái kinh Vô Cả Tướng không? Rồi chú đọc đi rồi chú xuống sáng hiểu liền. Và cái biết nó, cái trí khôn của chú biết thiệt sự là nó muôn hạn. Du biết thiệt sự là cái bản thân mà Du gọi là cái Du đó nó không có. Cái mà Du đọc rồi Du tự Du ngồi Du suy cảm lại chính cái bản thân của mình, Du thấy rõ. Mà đó là Du mới có cái biết bằng thức tri thôi á. Cái biết bằng thức tri
thì Vũ thấy được cái chuyện đó. Khi mà Vũ thấy được cái chuyện đó nó nhiều cái nó đỡ khổ nhiều cái dữ lắm. Tuần tự như vậy, từ từ mình học một cái lý thuyết nào đó đó ngọn nghiệp đó. Mà bằng cái kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy không cần bạn phải đi đông đi tây, đi lên non non cao, đi ra nơi cái suối hay suối xa, hải đảo, biên giới, biên cương, mù diễn xứ gì hết trơn, không có đâu. Tôi vẫn quay vô chính bản thân mình, thể nghiệm được nó liền. Hay á, thì cái chuyện thể nghiệm đó nó mới là quan trọng, đó chính là cái hiểu đó, cho nó biết được đó. Cái trình nó lên từ từ, từ thức tri, tuệ tri, thắng tri, rồi liễu tri, nó biết rõ. Thì đây ví dụ như thú tính là một khái niệm trừu tượng chung cho chó, mèo, ngựa, vật. Khi mà mình nói chữ thú tính lên thì người ta hiểu được, thì người ta hiểu được cái trạng thái của thú tính là sao. Thì theo như cái chữ thú tính nó là một khái niệm. Thì phía sau nữa thì tôi sẽ phân tích kỹ hơn về trường ngữ nghĩa, trường ngữ nghĩa rồi cái lớp từ. Ờ trời ơi, hôm nay là tôi đang quần quật với một đống sách ngôn ngữ học để tôi đó. Ồ hay lắm, bây giờ trời nghe giờ tôi đây đem ra thêm tôi dạy ngôn ngữ học chứ quý vị nghe chứ. Trời nó hay mà nó hay không thể lượng bàn luôn, nó dính trực tiếp với cái phần này luôn vậy đó. Mà tôi nói không biết ngôn ngữ là không thể làm ăn cái sự gì được chứ. Nó anh nói mà không có hiểu, tôi nói mà không có hiểu, không hiểu hết trơn á. Cái gì ví dụ như tôi nói về trường ngữ nghĩa, biểu vật thì nó sẽ khác biểu niệm, trường nghĩa biểu vật nó khác trường nghĩa biểu niệm, nó phân ra rất là kỹ, nó chia miệng lắm. Mặc dù là nếu mà so với Phật không có thiếu hiểu, nhưng mà ở cái góc độ đó nếu như bạn có tìm hiểu về ngôn ngữ học thôi, bạn có một sự hiểu biết mà nó nhìn thấy rõ luôn, hiểu biết thì cái đó phải học mới có được, có cái tự nhiên có được, nó hay lắm các bạn. Còn cái mà các bạn học ở trường, ở trong trường môn tiếng Việt đó, trời cứ ước gì mà mình phải cắt được cái tiếng Việt đó lại. Để mà ví dụ như các bạn có thể học tiếng Việt là lớp cấp 1, cấp 2 và học tiếng Việt cấp 3 vô ngôn ngữ học đại cương. Ngôn ngữ học đại cương hay lắm, rất là hay luôn. Tôi thấy qua hết toàn bộ những vấn đề về ngôn ngữ, mà Du biết là ngôn ngữ là một cái trừu tượng dùng để gọi tên thực tại theo cái đặc điểm văn hóa xã hội của cái người đó, của cái dân tộc đó. Mà nó khác nhau, nó biểu hiện khác nhau, nó có những cái quy luật khác nhau, hay cái hồn bạc tiếng nó như vậy đó. Thì tôi soạn cái đó thì tôi thấy nhiều cái giá trị lắm, tôi gửi đó thì quý vị có duyên thì quý vị tìm tòi đi. Thấy mà tôi lớp cho tôi thấy những cái vấn đề nào mà từ ngôn ngữ học mà nó sự xịn hay là tôi lộn về hết. Tại vì tôi đang soạn hai cái phần đó là lưu viết học với ngôn ngữ học, cho nên thể mà tôi gặp cái đó là tôi thường thường hay là hốt ra thường thường hốt. Hồi trước thì là soạn về văn minh, mà soạn nhiều văn minh đó thì cái mua sách cũng tiền quá, sách văn minh cuốn nào cuốn ấy là không bao giờ dưới 200. Về văn minh mắc chi mà nó mắc ghê gớm như đó, tại như vậy nhiều lần quá. Thì đó là cái thời mà tôi soạn cho cái đám trường cơ sở. Thì tôi nói với quý vị mà muốn giỏi lên, cái gì mà muốn khôn ra thì phải dạy, cái gì không dạy thì không khôn ra đâu. Quý vị duy trì cái đầu mà chỉ là một người đi học thì cũng mãi mãi chỉ cái đầu của người đi học thôi, không thể nào cái đầu mà có khả năng tổng hợp để dạy được cái đó. Thì đó phải tự mình làm, tự mình biết cố gắng thôi. Thì khái niệm còn gọi là ý tưởng, luận lý, idea, luận ý tưởng, dùng để tư tưởng. Dùng để tư tưởng cái động từ. Du quen cái từ tư tưởng là danh từ. Đúng rồi, mình tư tưởng. Tư tưởng là một cái quá trình hoạt động của não bộ trên một cái khái niệm trừu tượng thì người ta gọi là tư tưởng. Chưa có nghĩa từ tương tư như vậy chứ. Rồi, biết gánh tương tư. Ừ, cái chữ tư đó trong tư tưởng đó. Đúng rồi. Tưởng là nhớ, tưởng là nhớ tới. Thì tư tưởng không có động tư bình thường đó. Có trình hoạt động của não bộ trên khái niệm. Trên khái niệm thì gọi là tư tưởng. Chị có phải đó Du đang học tư tưởng không? Đang học đó, kỹ năng và tư tưởng.
ơ mà hồi đó chứ giờ học kỹ năng và tư tưởng, kỹ năng này ta hỏi kỹ năng là gì chứ không ai hỏi tư tưởng này nhé. Họ từ khai thiên lập địa tới giờ luôn không ai thèm hỏi ủa tư tưởng là gì hết. Nãy mới hỏi nhở, thằng này mới hỏi xong rồi mới ghi xong gục á. Mình là người phía sau lắng nghe để ghi nhận đó, cái đó là cái từ đó rất là hay, danh từ động từ, danh động từ tùy trường hợp ví dụ nó hay thế, để suy nghĩ thì đó là khái niệm của Trọng Văn Thế Minh, thì chúng ta thấy cái cách tiếp cận nó hoàn toàn khác, không có gì về thực tại rồi không có gì, không có gì về gì khách quan gì đó, thực tại khách quan ta không có liên quan, nhưng mà phản ánh về trong trí óc của con người gì từ khái trừu tượng phải quá phải quá bla bla, thì như cái bộ khí tiếp ở trên nào không dính vô đâu. Ổng tiếp cận góc độ khác, không phải tiếp cận ở góc độ trường phát đúng không? Ổng tiếp cận ở góc độ của tâm lý học nhận thức, toàn người thuộc cửa tâm lý học nhận thức với triết học Marx, mà ôi chỗ triết học Hegel không có triết học Marx. Đúng rồi, tinh thần gì sao không đâu có liên quan nào, đây là liên quan tới vị tâm. Vậy cho mình hỏi thì vị tâm là gì? Đó, cái thứ mà khi mà người ta đặt ra nó vị tâm là gì đó, cái thứ đó đó được đám gì vật gán lên cho nó. Chưa hiểu không? Hiểu ý tôi nói gì? Vị tâm được thử hỏi gì? Vị tâm nó đâu có định nghĩa nó vậy đó. Vị tâm nó có trước vị vật mà, nó yếu thèm định nghĩa đó. Yêu vật thần sinh sau để buộc mày đặt định nghĩa và rồi phân biệt mình như thế. Đó, một cái gì đó. Ví dụ cho Ni dễ hiểu, sao Ni không hiểu? Ví dụ cho con dễ hiểu. Thương vậy đó. Cái bản tính trừu tượng của vật nó có giống tới hiện đại khách quan, thực tại khách quan không? Bản tính trừu tượng của vật không? Là cái gì đó nó có giống như cái thực tại khách quan không? Chỗ nào đó có cái chiều thứ hai à, biểu thị tinh thần về bản tính trừu tượng của sự vật. Tính trừu tượng của sự vật là những thứ sự vật đó mà người ta gọi nó được bằng ngôn ngữ, bằng ý niệm, chứ không phải tiếp cận lên cái sự vật thực tại, mà tiếp cận trên góc độ ý niệm về sự vật đó. Ví dụ tôi nói cái iPhone, trong đầu bạn biết cái iPhone không? Hiểu iPhone không? Hiểu. Nhưng mà cái iPhone đó nó có giống nhau giữa mọi người không? Thì cái đó là cái bản tính trừu tượng của sự vật. Cho nên khi mà cái sự vật đã được trừu tượng bằng ngôn ngữ, thì lúc này mình có thể gọi ngôn ngữ mình hiểu được. Thì khi mình đi vô trong cái này đó, vô thấy hay lắm. Ví dụ tôi nói nhờ lợn chạy lại lấy tôi một cuốn sách ở trên kệ sách, thì chắc chắn nó sẽ chạy lại và nó lấy cuốn sách trên kệ sách, chứ không thể nào nó lấy cái hũ mật ong được. Nó hiểu được đó. Còn nếu như mà nó chạy nó lấy hũ mật ong nữa là nó không hiểu, tức là không có tức là không có khả năng mà hiểu được cái bản tính trừu tượng của sự vật. Chứ là thì nó còn lại lấy cái quyển sách, thì như vậy là mặc dù là con chưa thấy cái quyển sách đó ra sao hết, nhưng con biết được quyển sách là như thế nào, con lấy được quyển sách. Cái đó là lại tính trừu tượng là con hiểu bằng ngôn ngữ, đúng rồi, hiểu bằng ngôn ngữ, con hiểu được cái đó thì nó hoàn toàn trừu tượng, đâu có thực chứ nào, nhưng mà hiểu được. Thì có người hiểu được cái điều đó đó, cho nên mới có hình vận giác. Nếu con người không hiểu được cái đó thì không hiểu. Cho nên đó, con chó nó nghe giảng cho tới chết rồi nữa nó không thành tâm chết được. Chết nó sanh chi? Nó không hiểu. Nó không có khả năng đó. Con hiểu có. Nhưng mà mình chỉ hiểu vì mình biết cuốn sách đó. Cái mức độ nó thô thể khác chỉ nhau. Chỉ là bên ngoài thôi đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái đời thường để mình dễ thôi. Vì sâu vô nó sâu nữa. Nhưng mà nếu như mà mình học cái này, mình học trên Phật học á, thì vẫn còn học ngôn ngữ, tức là nó không có sâu. Đúng rồi, cho nên Đức Phật nó đưa ra ba cái thứ là có học hoặc không học. Cho nên phải tuần tự, thứ đó, từ tự. Ngày hai đó, bởi vì khi mà học ngôn ngữ học còn mà đọc lại cái chậu thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ này. Ngày đi từ hiệp thế tới siêu thế, từ thì chế định cho tới siêu lý. Ghẹt, đúng rồi. Đúng chị, chứ không có một cái sự gì khó khăn đối với ngài hết. Ngài làm ra
vì mình thấy cái đó mình nói thôi gán cái này biết bầu này nghĩ sao kể lời con nhỏ. Như vậy thì lúc này cái khái niệm được trình bày ở đây như thế thì nãy giờ còn khen không? Bắt đầu lại với chê chê đi thôi là chỗ nào khái niệm đó ý tưởng tổng quát thuộc phận đó vì trực tiếp cuối cùng khái niệm là khi mà nó khái niệm được cái gì đó thì nó không có phải nó dùng được cái từ nào đó cùng loại cái từ đó nó khái niệm luôn. Ví dụ nó đặt khái niệm thuộc danh từ nó sẽ nói danh từ khác, nó đặt khái niệm của danh từ đó, đúng không? Cũng như là khái niệm sao con không nghĩ là bởi vì cái đó nó là một sự vật, một hiện tượng, một con người, một địa danh nên cái từ mà đi trỏ đến những thứ như vậy thì người ta gọi nó là danh từ. Cái núi nó có trước cái từ núi mà. Cho nên con không thể nào nói là cái từ, cái định danh, danh từ nó có trước cái núi được. Mà cái núi nó phải có trước, tức là thực tại nó có trước ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì sao? Cho nên ngôn ngữ lệ thuộc vào thực tại. Ngôn ngữ chế định dựa trên thực tại. Một lớp thực tại nó có những đặc điểm tương đồng nhau về loại thì nó xiết nó thành những cái từ mà gọi những cái lớp đó thành một loại từ, gọi là danh từ, gọi động từ, gọi tính từ, gọi là trạng từ, vân vân. Chuyện đi sao vậy? Nó không ngôn ngữ hả? Vậy thì sao? Như thì khái niệm là ý tưởng luận lý để tư tưởng. Vậy thì khi mà nói cái niệm kiểu như thế này, chị đã mất cái gì? Mất cái gì? Ý tưởng đạo lý. Cái này nó hay, nhưng nó thiếu. Cái phía trước nó dở, nó cũng thiếu. Vô cái gọt lại, vô thấy cái này nó có đề cập đến, đến. Đến ý thức. Nội hàm đâu? Đâu có nói gì nội hàm đâu. Ừ thấy không? Nó không tiếp cận yếu độ nội hàm. Nó mất đi cái đó. Nó chỉ nói ừ, khái niệm là cái ý tưởng tổng quát và trừu tượng. Mạnh đứa nào nấy ý tưởng, mạnh đứa nào nấy tư tưởng. Rồi biết cái nội hàm đó sao để xét? Không có, mất tiêu cái đó. Rồi làm sao mà lấy từ căn cứ ở đâu đi để du xét được trên đó, tư duy được trên khái niệm. Mà logic là du tư duy trên khái niệm không à? Bởi vì du không có cái nội hàm mà lấy gì du xét. Mà cái nội hàm á là cũng trong cái thời này của ông nó cũng đã có rồi, nhưng mà ít cho bên toán học người ta mới có rồi. Về logic tập hợp liên quan tới nội hàm. Sở dĩ ông Marx á, tôi đi theo cái triết học Marx mà liên quan tới cái logic này đó, là ông lại đưa ra rất là nhiều những vấn đề liên quan tới nội hàm này kia kia. Ông đặt mạnh cái đó đó, ảnh hưởng của tư tưởng toán học hiện đại của Cantor, ảnh hưởng nó là cả tập hợp đó. Nhớ không, học lớp 10 rồi tôi có nói những cái cha đẻ của cái tập hợp là căn, là căn to vậy của cái gì của đó là cha đẻ của cái tập hợp rồi, và đều đặt nghề móng cho toán học hiện đại. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn có, bắt đầu đã có toán học hiện đại rồi nhưng nó chưa có phát triển thôi. Thì cái định nghĩa, cái tư tưởng toán học hiện đại chưa xuất hiện. Nhưng mà trong cái tư tưởng Marx đời sau là ta phổ túc vô mà có tư tưởng toán học hiện đại trong đó, là nội hàm tiếp cận mức độ khái niệm ở nội hàm. Thì như vậy nó làm cho khái niệm trở nên chuẩn hơn, chính hơn, chính xác hóa khái niệm hơn, nó không có mông lung và mơ hồ. Chứ không phải đầy mơ hồ vườn lùn, mặc dù rất là hay, nó nhiều nói cái hay là nhưng mà nó mông lung, không xác định được nội hàm nữa, thì không thể tư tưởng lên trên khái niệm đó và cũng không thể nào truyền đạt lẫn nhau về một khái niệm. Đó là lý do sao cãi nhau đến mỗi nhà chứ không mỗi cảm nhau. Khác rồi, biến động về nội hàm hay như thế.
bản tính trừu tượng một người nào hả? Cái bản tính trừu tượng, bản tính trừu tượng của sự vật hả? Ừ. Biểu thị về cái đặc tính của sự vật thì cũng là cái nào hả? Ừ, nhưng mà người ta không nhắc tới cái điều đó, tức là cái tính trừu tượng này là mỗi người sẽ mỗi trừu tượng theo một kiểu, chứ nó đâu khách quan. Ừ. Tại vì cái sự trừu tượng này do mình trừu tượng. Còn ví dụ như nó khách quan như thế, hình vuông, hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông, bốn góc vuông. Dù trừu tượng cái kiểu nào thì cũng bốn góc vuông là hình vuông. Ừ. Thì đâu có thể nào thay đổi được cái điều đó đâu. Như vậy thì nó là bản tính thực tại của sự vật chứ không phải bản tính trừu tượng. Cái nội hàm đó nó là cái chất của sự, ừ, cái chất chứ cái lượng, đúng rồi, nó là bản chất, nó là bản chất. Cái khái niệm bằng chữ đó, bằng ngôn ngữ đó, nó rõ đến cái bản chất thực của cái thực tại đó, nó rõ đến bản chất thực của cái thực tại đó. Ừ. Và cái bản chất thực của thực tại đó bao nhiêu thứ là do nội hàm người ta xây dựng lên trên đó, bao nhiêu thứ, hiểu không? Đó, nó như thế. Cho nên nó bị thiếu, mặc dù là nó tránh được cái rập khuôn của chuyện nghe mát, tại vì không bệnh bị ảnh hưởng chuyện nghe mát thôi, mà ảnh hưởng thấy ghê như vậy thôi. Chị đó dù mới thấy là dù trốn triết học chỗ nào được, triết học nó như thế, đâm dây đâm nhợ đâm rễ dù hết. Cho nên nó ai ngán triết học thì phải xem lại, tự động kia đóng coi á. Enter hả? Ok. Enter cho tôi gọi nó nổi của Enter. Rồi chưa? Đó là cái mà phản biện của Trần Văn Hiến Minh. Thì khi du đọc từ điển thì đọc như vậy đó. Thì nguyên cái đám này tôi hướng dẫn cho quý vị cách đọc từ điển như chứ không cái gì từ điển như là đúng không nghe. Hết sức cẩn thận thì mình tra cứu là những chưa đó vô kìa, vô của trước học ca rồi kìa, là vô thấy đuối luôn, tôi nói đánh đuối luôn. Hôm nay tôi đi ghép cho tôi hết cái đống nhỏ nhỏ này, rồi bữa sau vô ca, vô ca vô đọc là vô rồi đọc những đầu cái ca lên đầu đi, không biết cái gì hết, nó sầu quân vậy đó. Mình bỏ cái ngôn ngữ này, mình bỏ nó nghĩa là mình sẽ không hiểu được ổng nói cái gì, mình mất đi một góc nhìn. Đúng rồi, mà Kant là một đại triết gia cổ thụ của triết học Đức, cho cổ điển Đức là phải nói được Kant, không thể nào không có được. Không rồi, cho nên phải học theo cái lý do mình phải đưa vô. Rồi phía sau còn có từ điển triết học của Hegel cũng là mỗi ngày càng cuốn. Hơi chịu có từ điển triết học của Hegel. Học cũng vui. Hay. Ê, cái tên này nghe nhé. Tên này được nè. Ghi nhận nghe con, sau này có triết học đặt nghe triết học buồn. Chứ con nghĩ là người người giữ tên triết học đó tên nghe phèn chứ. Nghe phèn chứ. Thấy nói cái tên ký là chưa nghe phèn chứ. Cái tên buồn nghe nó xịn. Sau này nói tiếng nhà tôi đặt tên. Phèn xưa xa hụt lũ. Không có nhà triết học chưa, triết học vui nghe nó sang rồi. Nó quốc tế thì hết international. Nó nghe cái hiểu liền. Chưa. Vui. Thầy cho anh vui. Cái nhạc đó là mỗi người vui. Thôi tôi đi viết thì cái nữa. À quá hơi ngồi nóng từ 6 giờ hết giờ. Theo Nguyễn Anh Tuấn, đây tác giả trẻ, tác giả trẻ từ điển không ấy, học đó là cái Nguyễn nếu mà tôi đi xuống cái mục lục thì có nghĩa là tôi sẽ phải quay trở lại tôi tìm nó lâu lắm, là tôi sẽ gắn nhớ được nói cho cái gì đó. Ông với cái cuốn là cơ sở logic và lý thuyết tập hợp toán thì ông là sĩ toán. Thì đây là một chương trích trong cái tài liệu của ông. Nói chung là cái gì logic là tôi gom gần hết thế giới này tiếng Việt nha. Nghe mắt quá gom hảo lắm. Hồi trưa thằng buôn nó cũng không phải là buôn thằng bo.
nhiều ta nó dính cái gì mà sao bò không gì trời bò bò ơi bò bò là bò đã mới hỏi xong rồi à thì hồi trưa nó mới mua cuốn sách xã hội học bằng tiếng Anh khoa học xã hội của các mấy cái trên sách của mình cũng tuy học tới nhắm mua sách tiếng Anh này cũng mắc đó luôn những cái tiếng Anh trên mấy cái nhà sách hiếm lắm tôi mua tiếng Anh mua tiếng Anh quan đồ nhờ nó ship về mắc kinh cho nên thôi biết thân cái phận mình nghèo cái sách tiếng Việt kiếm nhiều sách tiếng Việt tại nhiều ông viết cái gì ông cũng phải đọc tiếng Anh thì cái gì mình đọc tiếng Anh đỡ theo cái nghĩa như này. Khái niệm là một hình thức tư duy trừ tượng, giai đoạn nhận thức lý tính, chúng ta cảm tính nha. Trong đó phản ánh các dấu hiệu đặc trưng khác biệt của một đối tượng hay của một lớp đối tượng. Đó, đi bên thế này nè. Thì ông này tại vì đời đẻ ra chứ chưa học mát mà. Cho nên kế thừa được tư tưởng chứ có học hiện đại. Cho nên là có được cái nội hàm của khái niệm. Còn cái tư duy trừ tượng. Ừ, nhưng mà thiếu nhiều lắm. Thiếu rất là nhiều luôn. Đúng rồi, trước kia là khái niệm là một cái thuật ngữ, nó là một cái từ ngữ, hoặc là nó là một cái nói, nó là một âm thanh. Trỏ đến một cái thực tại nào đó, có cái nội hàm, cần hiểu đó. Ở phía sau mình có định nghĩa, thì nó thiếu nhiều lắm. Cái khi mà Du nói về khái niệm, Du nêu ra cái định nghĩa của khái niệm, thì Du phải định nghĩa sao ta hiểu. Chứ không phải Du định nghĩa để Du hiểu. Du định nghĩa để Du hiểu gì, phải Du định nghĩa chứ. Du hiểu rồi, không định nghĩa đâu. Tự nhiên ta hiểu nó mới quan tâm. Mà đặc biệt là mấy ông nội trí định nghĩa sao ta không hiểu thì mình nổi tiếng. Biết nó vậy đó. Bây giờ sao thì chứ học buôn người nghĩa phải khác nha. Cái bằng như sao cho ta không hiểu mình nghéo hiểu luôn. Ủa thầy nói người làm sao hiểu. Cũng có mấy người bị gọi là bị ngu con. Kiểu gì vậy? Bị chửi á, giống như mình làm không hiểu thì một là mình bị chửi, hai là mình cũng làm tốt. Nói chung đó mình giỏi quá người ta cũng chửi là nó thôi. Mình dễ thương thôi cũng chửi mình thì lắm, khó ăn khó ở thì cũng chửi mình thôi. Thế nên mình làm chuyện gì đó không phải để cho người ta chửi. Thấy chuyện đáng làm thôi. Vậy thì trong cái của ông Nguyễn Tuấn này thì ông được nghĩa ngắn gọn hơn, xúc tích hơn, đơn giản hơn. Thì đưa cho mình thấy một cái khái niệm về cái này. Là một cái hình thức của tư duy trừu tượng, cái là có nhiều hình thức nha. Thì ông lấy lại cái quyết định nghĩa trên thôi, cắt bớt thôi, chứ đừng thấy nhẹ dọn thôi, nó ngọt. Nhận thức lý tính là gì? Rồi, nhận thức lý tính là gì? Là có tính chất chất tính hợp lý, hợp với chân lý, phù hợp với chân lý. Mình không biết cái đó nó phù hợp với lý đó. Mình nói như bác điện mình chưa nói kìa. Thì tâm lý cũng vậy. Bình thường sao mình biết được nó phù hợp chân lý hay không? Làm sao biết? Làm sao biết phù hợp chân lý? Ông Mác ông nói gì? Mọi lý luận đều chỉ là một màu sắc xinh. Chỉ có cái gì đời mà mãi mãi xinh tươi. Còn ra suốt đời. Đại học của mình. Vậy thì cái đó là liên quan tới cái gì? Cái gì cứ là sắp xếp những lý luận đi mình thức cảm tính thực tại sự thiệt sự thật là đời đó đúng không ông Mác ông gọi là thực tại ha thực tiễn đó là một cái gọi này. Cái gọi nó bao quát mà nó chung hết đúng cho mọi thứ luôn nó gọi là sự thật lý luận đâu phải là sự thật lý luận là một màu sắc thực tại vì nếu mà giới lý luận như triết gia thì vòng nó xám xịt nó có đường ra không có đường khác nhưng chỉ có sự thật thì nó mãi mãi là sự thật nó mãi mãi là sự thật đó là như thế thì cái tôi vừa mới hỏi chứ làm sao để mình tiếp cận với sự thật phải có sự hiểu biết phải có sự khởi nghiệm hiểu biết là học hết mà học hiểu thôi biết thôi
chưa có xác nhận đúng sự thật. Thì thời vô học khổ, học biết bao nhiêu khổ, nghe nói khổ không biết bao nhiêu năm tháng trời đất rồi mà nó khổ đó. Nó mà có thiết khổ đó, nó nghĩ đó, vẫn còn giành giật nhau từng con điểm, vẫn còn giành giật nhau từng bát cơm manh áo, vẫn còn giành giật nhau từng hơn xuôi từng lời nói. Nó không hiểu đó. Nó mình hiểu những ngôn từ nó lý luận thôi, thật không có, thật không có nhiêu trên á. Cho nên phải thể nghiệm là sự để ý đó, thì người ta gọi nó là tu tiến, tu tập, con được thắng tiến đó. Là kéo vô thể nghiệm hàng ngày hàng giờ những cái gì mà vô được học mới có được. Những cái người mà họ dạy cho mình biết á thì cũng là dạy lý luận thôi. Đúng rồi, họ không thể nào dạy thể nghiệm được. Thể nghiệm là không thể. Nhưng đừng có bao giờ tưởng tượng ô trong lịch có ghi cái chuyện chữ là tiết thực hành mà có nghĩa là vô thực hành. Không, không phải lý tiết thôi vô ơi. Thực hành đâu thực hành. Vô thực hành cái lý tiết. Có làm mà. Ừ, thì cũng đâu có thể chẳng. Sao không? Vì cũng làm trên cái ảo đó. Ví dụ như tôi dạy cho dù về chương trình, cái trình tôi cho vô thực hành mà phải tập không là lý thuyết thực hành không. Ủa thực hành chứ thực hành sao? Thực tế là những thứ vô sợ quá đừng chạm đến thực hành môn quán đồ. Đúng rồi, thành môn quán cũng xin đồ là thiệt mà. Thiệt đâu, nó toàn trong điều kiện tiêu chuẩn ví dụ không, ra thực tế đúng gì đâu. Sao cái tiêu chuẩn quá hay đi chơi điều kiện tiêu chuẩn? Cái là vô như vô lên xài quá đi. Rồi bây giờ tôi nói là vô cho HCL, vô phản ứng với natri hay gì đó, vô bỏ vô, vô ra thực tế hay vô đặt cho tôi coi, vô kiếm HCL, kiếm natri, đâu còn thực nữa đâu. Nó vô phòng thí nghiệm rồi, tất cả những cái gì vô được làm là đều ở phòng thí nghiệm. Mà vô biết là phòng thí nghiệm cũng là thật. Phòng thí nghiệm thì đâu có thật, vô thấy còn ở cấp độ của phòng thí nghiệm là còn demo. Bắt đầu sản xuất ra đại trà nó mới là thật. Thế ví dụ như vô điều chế thì tôi nói điều chế đơn giản, điều chế oxy đi. Chế oxy trong phòng thí nghiệm này vô tôi có phản ứng đúng cái kiểu. Điều chế oxy công nghiệp làm gì làm kiểu nó làm cái cho nó tụt quần. Thế nó cũng có thật, cái đó là lý thuyết thì vô biết thôi. Vô biết cái lý thuyết nó có vậy đó làm cái vô. Có thiệt. Để mình biết lý thuyết nó có cái gì. Nó nói một tin bây giờ mổ một cá, ở ngoài cũng mổ một cá nè. Nó là thiệt một. Ở ngoài ai mổ con cá? Người ta gắp con cá thì cũng gọi là mổ vô phòng thí nghiệm. Đâu có mổ. Vô mổ phòng thí nghiệm để vô kiểm tra thì nó giống như cái lý thuyết vô học hay không. Ừ. Liên quan gì đó. Mổ ngoài mà mổ ra đâu học phải đem là thật thì mình đâu có, đâu có thiệt đó. Ví dụ như các con người thôi, chứ nó vô học y học con người là phải chính xác. Bỏ con cá đi qua quên cho chơi tới con người cho nó thiệt hơn. Dù chắc chắn 100% tất cả con người trên trái đất tim đều nằm bên trái không? Đó, ngay thật. Chứ đụng đứa tim nằm bên phải thì không, tim nằm bên trái nó tán vô vỡ mỏ. Tôi tim nằm bên phải. Làm sao vô nói thật được? Thực tại là vô tiếp xúc được với người đó, đúng ngay người đó, vô biết được ngay trên thực tế người đó, chứ không phải biết tình yêu tiếp. Cái đó chỉ là biết thôi. Ra thực tế, ví dụ đứa này nói như thế này, biết thực sự nói như thế này. Rồi làm sao biết được nó như thế này? Tôi biết. Xong rồi trên thực tế, tức là trên cái đối tượng cụ thể xác thực trong đời sống thực tại, chứ không phải trong cái này nghiếm. Nhưng mà thực tại nó khác rồi sao này? Đó, cho nên ta mới nói là lý thuyết là một đằng, mà ta thực tế là một nẻo. Tại vì sao? Cái lý thuyết không đủ trình để khái quát hóa hết tất cả trường hợp thực tại. Giống như là tôi nói vậy nè, gọi là cái khẩu trang, ok, có thể gọi tên được khẩu trang, người ta có thể minh định được cái khẩu trang ở mức độ nào đó thôi. Chứ làm gì người ta biết được cái lằn mai trong đây nó đang bị xé mà. Đây là thực tại, dù chỉ tiếp xúc được thực tại này dù mới biết thiệt nó cái gì thôi. Nó nhìn như thế đó, ở trong chân, nó biết chân có rợn. Đèn và ai mới sáng. Chứ con mà tốt lại sĩ sĩ mà tán chứ. Chứ đâu phải học đó. Phải học đó. Chán nhà lấy sĩ. Đó, nó vậy đó. Vô đây thì vô mới bớt dính mắt lại. Chứ không dính mắt trên cái niệm của mình. Dính mắt trên cái niệm này vô chết.
mà phải có khái niệm mới đúng, biết được nước cho khái niệm đó để mình biết thực tại. À, cái vật động thực hành đó, cái đám mà nó chỉ có thực hành thôi, cái đám nó ngu vãi chữ luôn. Vì nó chỉ thực hành được trên một lớp đối tượng thực tại thôi. Nó không thực hành trên hết tất cả thực tại được. Cái đó là cái mà tôi cứ chửi vào mặt sướng mở luôn. Những cái đứa mà nó đi thích đi công chơi, nó thích đi phường các kiểu, nó biện minh một lý giải hết sức có lý để biết được văn hóa, biết được những cái giá trị của cái vùng đất đó các kiểu. Cái tôi hỏi du đi phượt du đi bao nhiêu nhà, cái nó sẽ liệt kê ra đảm bảo không quá 100 nhà. Xin thưa một điều tra xã hội học của người ta điều tra trên 2000 nhà. Du bằng người ta không, du bị đặt kêu nói xạo xạo, du biết văn hóa lịch sử, biết tương tư chết liền chứ đừng cái vợ là sẽ nói là nếu mà một trong cái nhà đó của tôi du có thể đụng chạm với người giao tiếp, hỗ trợ cho xã hội học đi lại khảo nghiệm thôi. Vậy du đụng cái gì, du chạm cái gì, cái biết của du là biết cái gì từ sự đụng chạm đó. Nếu du không có một sự hiểu biết trước về lý thuyết thì du đụng cái đó giống như thằng mù xem voi thôi, du có biết gì khác nữa đâu. Nhưng mà cái mục đích là cần biết nó có gì cả. Vậy thì mục đích của du khác chứ không phải mục đích của du để đi phượt để biết thoải mái. Du đã sai ngay từ cái lúc phát biểu đầu tiên mệnh đề nó đã sai rồi đó. Vậy thì thà là du nói là giờ tôi thích tôi đi thôi, cãi du nó quá chê, thích đi chơi tôi đi, đừng bao giờ phủ lên cho nó một lớp ngôn từ tỏ vẻ bị miều và bị nhà là gặp tôi là tôi tán cho vỡ bỏ vợ. Vậy nó mới vừa. Không muốn thì để lại hỏi tại yêu biết phải hỏi con đó. Ví dụ như có những nghiên cứu nó thuộc về lý thuyết này, thuộc về những cái mà mình chỉ có mô tả người ta hỏi mình. Ví dụ khi mà con đi ngang cái thầy dạy các bạn rất tài năng, và khi mà con chia sẻ cái điều gì cho các bạn đi, tự hỏi con biết cái là đúng. Ok, bạn có quyền biết cái khác thì bạn thử hết đi, thử hết đi cho bạn biết cái nào đúng rồi. Còn bạn không thử bạn đừng có phủ định là cái của tôi sai. Làm sao bạn biết cái của tôi sai? Bạn chỉ được cái sai của tôi đi. Thay vì mình ôm cái khó về mình thì mình đẩy cái khó ra cho người ta. Cho nên Đức Phật đâu bao giờ năn nỉ đứa nào đi tu đâu. Chưa hề. Chứ không chuyện bạn phải chuyện tôi. Bạn thích thì bạn làm, thích thì đi. Chứ không có dựa cho năng nỉ bạn. Nó là sự thật và mãi mãi nó là sự thật. Bạn chịu không chịu chuyện bạn, không phải chuyện tôi. Chị nói gì đó, ăn ớt thì cay, thẩm tình thì cứ đàn. Biết không? Chứ nên là có những cái thứ chúng ta không có cần phải phải đôi co. Đâu không phải phải đôi co. Nếu bạn muốn bạn thử, muốn thì cứ thử. Chỉ có ra là tôi báo cho bạn biết là có những cách thử bạn còn mạng để bạn quay lại bạn cãi với tôi. Cái đó là quyền của bạn, chứ không được. Tôi có quyền bắt bạn phải tin tôi. Thì cái gì mà cứ dạng không đi thì cứ dạng với mẹ. Dạng cũng sẽ dạng. Đợi già đủ quá, phải đổ mồ hôi. Thì đó, quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Đó mới cần cái giáo dục chứ. Vậy này như thời giờ thầy mấy cái nhận thức của mình á, giờ nó không là lý tính nữa, nó giờ cảm tính nữa đúng không? Những cái hiện tại chú đừng có dùng cái từ cảm tính và lý tính, bởi vì ngay cả người ta gọi cái từ đó nó đã sai rồi. Sao là cảm tính, sao là lý tính? Cảm tính là dựa vào những cái cảm giác có được cái giác quan. Thì dù không có cái giác quan đó thì sao dù có cái lý tính? Những cái giác quan đâu có đụng tới được đâu thầy. Rồi vậy hỏi ở đâu ra cái đó để Du biết. Đúng rồi, người ta sẽ đổ thừa cho thần linh. Ừ, đổ thừa thần linh. Thần linh đâu bốc qua đây cho tất cả mọi người có linh hồn. Còn lấy từ trong sách rồi. Đó. Thì nó như vậy đó là cả vòng. Vì sao vậy? Vì vốn dĩ cái khái niệm này là do một trường phái người ta định đặt ra. Những trường phái khác ăn cáp. Tâm lý học nó phân loại ra tâm lý học là nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính. Nó chỉ dừng lại chỗ đó thôi, và nó chỉ mô tả một phần trụ rất nhỏ trong tâm lý học thôi.
tự nhiên ai cũng lấy nó ra xài á, trong khi cái đó nó xài, nó đâu có, nó tạm thời nó chia vậy thôi, chứ làm gì nhận thức có hai cái đó. Rồi nhận thức siêu siêu tính là sao, rồi vô tính là sao, không biết được, không có tốt bây giờ là vô tính. Không có tính nhưng mà phải nhận vô tính. Vì phải nói cái sợ mới đúng thầy. Hả? Dù nói cái gì thì dù nói cái đó, tự nhiên lấy cái gì nhận thức cảm tính là dù nói chi. Không phải, hắn gì không nói, không nói cảm tính, không nên cái tính, mình phải nói như thế nào cho nó đúng. Mà nói cái gì? Cậu muốn nói cái gì thì nói cái đó cho. Ừ. Vậy thì đâu có nói giùm con được. Mà ví dụ, ví dụ. Ví dụ gì? Ví dụ nói khẩu trang đi. Ừ. Thì nói mẹ cái khẩu trang thì xong rồi. Cũng hạn chế chút phức tạp. Rồi vậy đi. Dù có cái nhận thức cảm tính hay nhận thức lý tính cái khẩu trang. Nhưng mà thì nói đó, nhưng mà mình chỉ nói khẩu trang, người ta sẽ nghĩ đến khẩu trang y tế, khẩu trang này, khẩu trang nọ, sẽ nghĩ đến cái đó. Đó, thì cái đó nó lại đi vào trong cái trường hợp trị liệu, trong những cái tình huống khác nhau, dù nói khác nhau. Ví dụ như ở đời thường, ok, dù nói cái khẩu trang. Nhưng có khi dù nói cái khẩu trang vải á, bởi vì nó cần cái tiên trị vải. Tình huống thôi. Yes. Khẩu trang y tế. Khẩu trang chống bụi PM2.5. Khẩu trang phòng độc. Nó khác thôi. Mỗi khẩu trang nó sẽ có những cái nó nằm ở, nó gọi là tình thái. Tình thái từ tình thái. Và nó trong những cái trạng thái tình huống nhất định thì cái thuật ngữ nó bị biến nghĩa theo cái tình huống đó. Để nó thay đổi nữa. Cho nên là trời ơi, nó nhiều lắm, nó nhiều thứ ở trong đó lắm. Cho nên là cái tốt nhất là sao mà Du diễn tả một cách đơn giản nhất, một cách trừu tượng nhất. Đó là trình độ cao như là một chuyện đơn giản nhất, nó không đầy đủ rồi sao? Dĩ nhiên rồi, nó sẽ không đầy đủ, bởi vì cái Du cần không phải là sự đầy đủ. Cái Du cần là cái người kia hiểu được cái ý của mình. Chứ đâu phải Du cần đầy đủ đó. Du cần đầy đủ chỉ là Du phải làm một cái bài thuyết minh về cái khẩu trang. Trong khi để Du nói với ta cái khẩu trang mẹ cho xong được rồi. Không, ngồi đi để tôi thuyết minh cái khẩu trang được. Đâu có mục đích đâu. Đâu có giá trị. Nó là biết đầy đủ đó, mà chưa đủ nữa đó. Mà nó mất thời gian cỡ đó, vậy là cả đời chỉ ôm cái khẩu trang để không làm gì được. Cái đời mình cố thôi. Chết. Cái này nó xoắn não quá. Vì sự xoắn não đó cho nên là